Hôm nay thì thầy sẽ chữa cho các em cái phần mà tổng ôn về trường Ô Sĩ Lưu Huỳnh để chúng ta làm sao có cái kỳ thi học kỳ 2 thật là điểm cao, đúng không? Chúng ta cùng chú ý trong cái buổi học ngày hôm nay nhá. Câu số 1 ạ, và câu số 1 ạ, công thức phân tử của lưu huỳnh dioxit là. Công thức phân tử của lưu huỳnh dioxit đi là 2 nhá. Vậy là lưu huỳnh, vậy ở đây nó phải là SO2 đúng không ạ? Đáp án đúng là đáp án. Câu số 2 ạ, tác dụng chính của khí oxy với cơ thể con người. Tác dụng chính của khí oxy với cơ thể con người ạ. Mình lưu ý nhé. Ở đây đề bài hỏi là tác dụng chính của khí oxy với cơ thể con người. Thế thì tác dụng của khí oxy là duy trì sự sống, duy trì sự cháy, đúng không? Nhưng mà đây là với cơ thể con người mà duy trì sự cháy thì em đi hỏa thiêu à? Đúng không? Nên không thể là B. Vì vậy nên không thể là cả A, B, C. Cũng không thể là diệt khuẩn được. Nhá, nên đừng bạn nào chọn D nhé. D là đi duy trì sự cháy là em tự thiêu à? Đáp án đúng chúng ta nó là đáp án A nhé. Câu 2 đáp án A. Dễ cực. Câu số 3. HAS phản ứng với SO2 sản phẩm phản ứng là. Thế thì câu này rất rất hay luôn nhá. Cả nhà chú ý ở trong cái câu này. Đây là một câu về phản ứng oxy hóa khử này. Lưu huỳnh ở trong này là lưu huỳnh trừ 2 nhá. Lưu huỳnh trong này là lưu huỳnh dương 4 nhá. Được không ạ? Mình nhìn này. Mình có thang số xóa, một thằng là trừ 2, một thằng là dương 4, một thằng là trừ 2 đi lên, một thằng là dương 4 đi xuống. Được không ạ? Trừ 2 đi lên và dương 4 đi xuống thì nó sẽ gặp nhau ở chỉ có một cái thằng số xóa trung gian thôi, đó là số xóa 0. Chính vì vậy nên là H2S mình có phương trình H2S mà cộng với SO2 thì nó sẽ tạo thành lưu huỳnh 0 cộng với lại H2O, được không ạ? Lưu huỳnh 0 cộng 1 cộng H2O. Chính vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta là lưu huỳnh và nước nhá. Và chúng ta nhìn thấy rồi ạ, đó là đáp án gì ạ? Lưu huỳnh và nước thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án D nhá. Lưu huỳnh và nước thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án dễ, đúng không ạ? Rất dễ. Câu số 4 à. Câu số 4 ạ. À. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của dung dịch axit sulfuric loãng? Lưu ý nha, không phải tính chất của dung dịch axit sulfuric loãng. Axit sulfuric loãng là H2O4 loãng là gì? SO4 loãng. Đúng không ạ? Thì là tác dụng với bazơ. Tác dụng với bazơ hay là tính háo nước, hay làm đổi màu quỳ, hay tác dụng với kim loại đứng trước hydro, thì tính chất của axit sulfuric loãng là tác dụng với kim loại đứng trước hydro, sinh ra hydro này và muối sulfat này, làm quỳ đổi màu này, tác dụng với bazơ. Thế còn là cái tính háo nước này là tính của axit sulfuric đặc nhé. Tính háo nước là tính của axit sulfuric đặc đặc. Vì vậy nên không phải là tính chất, là tính B, tính háo nước. Ok không ạ? Câu số 5. Dãy chất nào sau đây gồm các chất đều tác dụng đối với H4 loãng? Dãy chất nào sau đây gồm những chất đều tác dụng được với H2SO4 loãng? H2O4 loãng chúng ta vừa nhắc đến là nó sẽ có tính gì ạ? Làm quỳ tím đổi màu này, tác dụng đối với bazơ này, và tác dụng đối với kim loại đứng trước hydro, đúng không? Vậy đây mình có này, vàng của mình là kim loại đứng sau hydro, đúng không? Và do vàng của mình nó là kim loại đứng sau hydro nên nó sẽ không có tác dụng với vàng. Tương tự vậy, mình có bạc cũng là kim loại đứng sau hydro nên nó sẽ không tác dụng với bạc. Tương tự vậy, đồng là kim loại đứng sau hydro nên nó cũng sẽ không tác dụng với đồng. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta câu số 5 của chúng ta nó chỉ có thể là đáp án B mà thôi. Phản ứng được với magie, phản ứng được với ZnO, phản ứng được với BaOH hai lần và phản ứng được với cả CaCO3. Nhá, ok nhá, rất dễ rồi. Câu số 6 ạ. Các phản ứng mà SO2 có tính khử là, câu này rất nhiều bạn bị sai nhá, rất nhiều bạn bị sai, chúng ta để ý vào đây ạ. Chúng ta ý, vậy thì câu số 6 này đáp án gì ạ? Câu số 6 đáp án gì ạ? Đấy, rất rất nhiều bạn bị sai ở câu số 6, cả nhà để ý nhá. Mình có nhá, ở đây này. Tính khử khử tăng có nghĩa là khử thì số xóa của nó phải tăng sau phản ứng, thấy chưa? Vậy cứ số xóa tăng sau phản ứng thì nó thì là tính khử. Vậy đây là lưu huỳnh dương 4 thì tăng nó thành lưu huỳnh dương 6, vậy một là tính khử, thấy chưa? Tiếp tục đây là lưu huỳnh dương 4 về đây lưu huỳnh không, thế là số xóa giảm đúng không? Số giảm thì không phải tính khử, vậy hai không phải tính khử, đúng không ạ? Tiếp tục này, đây là lưu huỳnh dương 4 đúng không, đây là lưu huỳnh dương 6 đúng không, tính khử tăng đúng không? Đấy, vậy tăng này, vậy ba là tính khử. Đây là dương 4 này, đây vẫn là dương 4 này, vậy là không thay đổi số xóa đúng không? Vậy ở đây mình có phản ứng mà SO2 thì tính khử là mình chỉ có một và ba thôi, được không ạ? Mình chỉ có một và ba thôi. Vì bên đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A, một và ba, rất rất dễ luôn, cực kỳ dễ dàng nhá, cả nhà chú ý. Đấy, rất là dễ. Nào mình sang cái câu số 7, cái câu tính toán đầu tiên ạ. Cho hỗn hợp gồm nhôm và đồng. Câu số 7 nhé, cho hỗn hợp gồm nhôm và đồng
nhôm là 0,2 mol, đồng là 0,1 mol, tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thì thể tích khí thu được là, chúng ta lưu ý nhé, chúng ta lưu ý là đồng là kim loại đứng đằng sau hydro, do đồng là kim loại đứng đằng sau hydro chính vì vậy nên đồng không tác dụng với H2O4 loãng, và rất nhiều bạn bị nhầm ở đây là đồng tác dụng H2O4 loãng là toàn, được chưa? Thế thì ở đây chúng ta giải theo phương pháp bảo toàn E nhé, giải chậm chậm phương pháp bảo toàn E, phải nhôm tác dụng H4 loãng dư thì nó tạo thành Al2SO4 tất cả 3 lần, đây là nhôm dương 3 không? Và sinh ra khí hydro đúng không? Đúng không ạ? Vậy ở đây mình có này, bảo toàn E này, mình thấy là nhôm của mình là nhôm không lên nhôm dương 3. Đúng không? Nhôm không này lên nhôm dương 3 này. Vậy là nó nhường đi 3 E. Số mol nhôm là 0,2. Vậy số mol E mà nhôm nhường là 0,2 nhân 3 bằng 0,6. Tiếp tục là H cộng về H2. H cộng về H2 không. Đúng không ạ? Nhận 2 E. Thế mà mình thấy là tổng E nhường phải bằng tổng E nhận đúng không? Thế là nhôm nhường 0,6 mol E. Vậy thì suy ra H cộng phải nhận 0,6, suy ra số mol hydro 0,6 nhân 1 chia 2 bằng 0,3. Vậy mình suy ra số mol hydro bằng 0,3 nên mình suy ra V của hydro sẽ bằng 0,3 nhân với lại 22,4. Đấy chưa? Vậy thì nó bằng bao nhiêu ạ? 0,3 mà nhân với lại 2,4 ạ. Thì bằng bao nhiêu ạ? 0,3 nhân 2,4 bằng bao nhiêu ạ? Ồ, nhiều đứa ứ biết 0,3 nhân 2, máy tính chúng mình nhiều. Máy tính xịn sò của mình đâu nhỉ? 0,3 nhân 2,4 bằng bao nhiêu ạ? 6,72 lít đúng không ạ? Đúng ạ, 6,72 lít. 6,72 lít. Vậy thì đáp án đúng chúng ta nó là đáp án D nhá. Úi dồi ôi, đầy bạn bị sai ở câu này luôn nhá. Rất nhiều bạn bị sai ở câu này. Toàn luôn. Câu số 8 ạ. Câu số 8 ạ. Thuốc thử để phân biệt hai lọ khí riêng biệt H2S và H2 là. Thuốc thử để phân biệt hai lọ khí riêng biệt H2S và H2 là. H2S và H2, thế thì trong đầu ta phải tư duy ạ. H2S có điểm gì đặc biệt? Thế thì H2S là một axit yếu nhưng nó có một điều đặc biệt là nó sẽ tạo kết tủa với lại Cu để tạo thành kết tủa Cu2S mà không tan trong axit mạnh. Chúng ta có phản ứng này luôn luôn xảy ra. Đây là điểm đặc biệt CuSO4 để tạo thành CuS cộng với H2S4. Và cái kết tủa CuS này không tan trong HCl và không tan trong H2S4. Vì vậy nên để thường để nhận biết H2S thì người ta sẽ thường hay sử dụng là CuS4 hoặc PbNO3 hai lần. Đều sinh ra kết tủa đen và không tan trong axit mạnh. Nhá, cả nhà nhớ chưa? Vì vậy nó đáp án đúng chúng ta nó là đáp án B, bỏ. Câu số 9 ạ. Cho phản ứng sau, tổng hệ số tối giản nhất của phản ứng khi cân bằng là. Bạn nào mà không biết làm câu này thì phải đi xem lại cái phần mà thầy dạy về cái phần cân bằng nhanh nhá, cực kỳ nhanh đấy ạ. Video trên YouTube được hơn 500.000 lượt xem rồi. Và đây này, lưu huỳnh dương 6 về lưu huỳnh dương 4, 6 trừ 4 bằng 2. Được chưa? Magie 0 lên magie dương 2, 0 trừ 2 bằng 2. Mình có 2 chia 2 bằng 1 chia 1. Vậy vất 1 ở đây, vất 1 ở đây. Được chưa? Mình sẽ có là 1 magie. Mình đếm lưu huỳnh nhá. 1 lưu huỳnh cộng 1 lưu huỳnh là 2 lưu huỳnh. Vậy là 2H2O4 đặc. 2H2O4 đặc vậy thì nó sẽ là 2 nước. Được không ạ? Vậy mình sẽ có tổng hệ số tối giản nhất là 2 cộng 1 bằng 3. 3 cộng 1 là 4, 4 cộng 1 là 5, 5 cộng 2 là 7. Vậy tổng hệ số tối giản nhất ở đây nó phải là bằng 7. Và rất nhiều bạn chỉ chọn có 4. Bởi vì đây 2 cộng 2 bằng 4. Không nhìn thấy những cái số 1 ở đây để mà cộng vào là toang. Bạn nào chọn B là toang. Đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án D nhé. Đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án D. Nhà nhớ chưa? Đấy là câu số 9. Rồi mình sang tiếp câu số 10 ạ. Câu số 10 ạ. Hơi thủy ngân rất độc, do đó phải thu hồi thủy ngân rơi vãi bằng cách nào? Thế thì mình lưu ý này, hơi thủy ngân thì mình có là phản ứng là thủy ngân, nó gắn vào phản ứng thủy ngân cộng với lưu huỳnh ở ngay điều kiện thường nhé. Thủy ngân tác dụng với lưu huỳnh ở ngay điều kiện thường thì tạo thành là thủy ngân sunfua HGS. Chính vì vậy nên là để thu hồi thủy ngân rơi vãi thì người ta thường bằng cách là rắc bột lưu huỳnh lên giọt thủy ngân. Đấy chưa? Trong trường hợp mà gia đình nhà chúng ta không có bột lưu huỳnh thì chúng ta có thể lấy lòng đỏ trứng gà để rắc lên. Được không ạ? Câu số 11, công dụng của ozone nhá. Công dụng của ozone là. Công dụng ozone thì có khả năng xử khử trùng, ngăn chặn tia cực tím và lượng nhỏ ozone có tác dụng điều hòa không khí là đúng. Vì vậy đáp án đúng chúng ta là A, B, D đều đúng nhá. Đáp án đúng là đáp án C ạ.
cả A, cả B, cả D đều đúng ạ. Câu số 12 ạ. Câu 12 ạ. 12 là đáp án gì ạ? Đây 12 là một cái phương pháp mà nhận biết cái dung dịch AgNO3 lần lượt vào bốn dung dịch NaF, NaCl, NaBr và NaI. Thì mình lưu ý ạ, là ở trong này thì chúng ta chủ yếu là đi nhận biết ion F trừ, ion Cl trừ, ion Br trừ và ion Y trừ. Thế thì có một cái phương pháp cơ bản để nhận biết các ion này nhá. Có một phương pháp cơ bản để nhận biết các ion này, đó là cho bạc cộng, được chưa, vào trong cái hỗn hợp ion F trừ này, Cl trừ này, Br trừ này, Y trừ này, thì AgF không kết tủa nên là phản ứng này không xảy ra. AgCl thì mình sẽ thu được kết tủa là AgCl là kết tủa màu trắng nhá. AgCl kết tủa màu trắng. AgBr là kết tủa màu vàng. Được chưa? Màu vàng nhạt. Còn AgI là kết tủa màu vàng đậm. AgI kết tủa màu vàng đậm. Nhá. Vậy ngay lập tức chúng ta sẽ chọn ngay đó là gì ạ? Ag nhá. Và ở đây trong khi mà Ag vào ấy thì ta nhìn thấy là ba dung dịch tạo thành kết tủa là, được không ạ? NaCl, NaBr và NaI. Còn một dung dịch không tạo kết tủa là NaF. Được không ạ? Vì vậy nên đáp án đúng câu 12, đáp án đúng của chúng ta là đáp án D nhá. 12 đáp án đúng đáp án D. Câu 13. Câu 13. Cho 24 gam magie. Cho 24 gam magie tác dụng với dung dịch HCl dư. Nếu kết thúc phản ứng thì thu được lượng khí có thể tích là bao nhiêu? 24 gam magie chúng ta sẽ có số mol magie là 24 chia cho 24 thì bằng 1 mol. Nhá, tác dụng với dung dịch HCl dư. Thì magie tác dụng HCl thì có phải mình tạo thành là MgCl2 cộng với H2 không ạ? Thế thì hoàn toàn cân bằng phương trình thì mình sẽ thu được số mol hydro bằng 1 nhân 1 chia 1 bằng 1 mol. Vậy hoàn toàn tới đây mình sẽ tìm ra được, đến đây mình sẽ tìm được thể tích là 1 nhân với lại 2,4 thì bằng 2,4 lít nhá. 2,4 lít, vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D ạ. 22,4 lít. Ok không ạ? Rất rất dễ nha. Câu số 14 ạ. Axit sulfuric đặc nguội thì phản ứng với chất nào sau đây? Câu 14 ạ. Axit sulfuric đặc nguội thì phản ứng được với chất nào sau đây? Mình lưu ý nhá, đặc nguội. Đặc nguội thì mình có một cái chiêu như sau ạ, là nhôm phải ăn cross thì bị thụ động trong H4 đặc nguội. Có nghĩa nhôm bị thụ động, sắt bị thụ động. Được chưa? Vì vậy không thể là D cả ABC được. Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án C. H4 đặc nguội thì phản ứng được với lại canxi thôi nhá. Nó chỉ phản ứng với canxi thôi. Đáp án đúng là đáp án C. Canxi. Được chưa? Mình sang câu tiếp theo là câu số 15. Câu tiếp theo là câu số 15. Một hỗn hợp gồm 14,7 một hỗn hợp gồm 14,7 gam hỗn hợp giặc bột Fe này, nhôm này, đồng này có cùng số mol A, A, A. Và bởi vì cái hỗn hợp này có cùng số mol, thế chính vì vậy nên mình sẽ suy ra được nhá. Là để bảo toàn khối lượng thì mình sẽ có 14,7 có phải chính bằng khối lượng của sắt là 56A cộng khối lượng của nhôm là 27A cộng khối lượng của đồng là 64A. Đúng không? Và hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được A. Và bây giờ thì chúng ta phải tìm cái máy tính. Ui máy tính ơi, máy tính ở đâu ạ? Máy tính ơi, máy tính ở đâu rồi? Không biết máy tính ở đâu luôn. 56 cộng 27 cộng 64 ạ. 56 cộng với 27 cộng với 64 bằng 147. Vậy 14,7 mà chia cho 147. 14,7 mà chia cho 147 thì bằng 0, 14,7 thì bằng 147A. Được không ạ? Vậy hoàn toàn tới đây thì chúng ta sẽ tìm được A nhá. Hoàn toàn đây mình tìm được A bằng 0,1. A bằng 0,1. Cái này bằng 0,1. Cái này cũng bằng 0,1. Đấy chưa? Thì hỗn hợp trên tác dụng với H2SO4 loãng dư thì thu được V lít khí. Mình lưu ý ạ. H4 loãng dư thì mình có là đồng thì không có tác dụng H4 loãng. Bởi vì đồng thì đứng sau hydro đúng không ạ, trong giai điện hóa đúng không ạ, thì không tác dụng. Nhôm thì có tác dụng và sắt thì có tác dụng nhá. Thế thì nhôm thì tác dụng thì tạo thành gì ạ? Fe tác dụng tạo thành FeSO4. Nhôm tác dụng thành Al2
SO4 tất cả 3 lần cộng H2, đúng không? Thế vậy bây giờ mình đi theo phương pháp là bảo toàn electron, cả nhà cùng nhìn kỹ nhá. Phương pháp bảo toàn electron này, sắt 0 lên sắt dương 2, sắt 0 lên sắt dương 2 trừ 2E, đúng không? Anh này là 0,1 thì suy ra nó là 0,2 mol. Mà khác mình có là nhôm 0 lên nhôm dương 3, nhôm 0 lên nhôm dương 3 thì nó nhường đi 3E. Vậy số mol nhôm là 0,1 thì số mol E nó là 0,3. Được không ạ? Vậy ngay lập tức tới đây mình sẽ tìm được tổng electron nhường. Tổng electron nhường có phải bằng là 0,2 cộng 0,3 không ạ? Bằng 0,5. Thế mà tổng electron nhận ạ là H cộng về H0. H cộng về H0 2 nhận 2E. Nhá, thế mà tổng E nhường thì lại bằng tổng electron nhận. Mà tổng electron nhận ở đây sẽ bằng 0,5. Thì ngay lập tức mình sẽ suy ra được số mol của hydro bằng 0,5 nhân 1 chia 2 bằng 0,25. Được chưa? Số mol hydro bằng 0,25. Thì ngay lập tức mình sẽ tìm được thể tích bằng 0,25 nhân với 2,4 thì bằng 5,6 lít. Vì vậy nên câu số 15 đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A nhé cả nhà nhé. Câu số 15 đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A nhá. Được chưa? Đáp án A. Đừng bạn nào làm nhầm nhé, làm nhầm toang nhục lắm, được không ạ? Tiếp tiếp à. Câu số 16 ạ. Câu số 16 ạ. Trong các phản ứng sau thì SO2 đóng vai trò là gì? Trong phản ứng sau thì SO2 đóng vai trò là chất gì? SO2 trong này là lưu huỳnh dương 4 đúng không? Đây là lưu huỳnh dương 4. Dương 4 về lưu huỳnh 0, khử thì tăng, O thì giảm. Ở đây mình thấy dương 4 về 0 thì là giảm đúng không? Do là giảm thế nên là số xoắn nó giảm, số xoắn nó giảm thì khử tăng, O giảm. Vậy thì nó đóng vai trò là chất oxy hóa. Nên đáp án đúng chúng ta là đáp án C, oxy hóa. Câu số 17 ạ. Câu số 17. 17 là một câu cực kỳ hay luôn nhá. 17 đây. Bây giờ thầy hướng dẫn chúng ta cái phương pháp giải đặc biệt để giải cho câu số 17 này. Cả nhà cùng chú ý nhá. À, câu 17 này là cái dạng mà SO2 sục vào dung dịch kiềm, một cái dạng đặc trưng hay thi. Thì ở trong cái dạng đặc trưng hay thi này thì ở đây thì thầy sẽ dạy cho chúng ta có một cái phương pháp giải cực kỳ nhanh nhá. Ở đây chúng ta sẽ có nền tảng lý thuyết trước. Là cứ cái bài tập mà SO2 mà sục vào dung dịch kiềm ấy, dạng bài tập SO2 gọi là SO2 sục kiềm nhá, thì mình sẽ giải theo phương pháp này là mình sẽ cho là tỷ lệ là OH chia cho SO2 bằng, nó có thể bằng hoặc là bằng 1 hoặc là bằng 2. Được chưa? Nếu mà bằng 1 thì nó sẽ tạo thành là muối có một kim loại NaHSO3. Còn nếu nó bằng 2 thì nó tạo thành muối có 2 Na2SO3. Được không ạ? Thế nếu mà nó mà lớn hơn 1 và nhỏ hơn 2 thì nó tạo thành 2 này. Nếu nó lớn hơn 2 thì có NaOH dư. Được không ạ? Rất là dễ thôi. Nhá, thế bây giờ mình áp dụng vào cái bài này. Mình sẽ có là số mol NaOH bằng 0,8 nhân với lại 0,22. Số mol NaOH bằng 0,8 nhân 0,22 thì bằng 0,176. Số mol OH trừ chia cho SO2 bằng 0,176 chia cho số mol SO2 là 0,1 thì bằng 1,76, được không ạ? Và 1,776 này nó lớn hơn 1 và nó nhỏ hơn 2. 1 là NaHSO3, 2 là Na2SO3. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta câu 17, đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A nhé. Na2SO3 và NaHSO3. Đáp án A. Rất rất dễ luôn. Cực kỳ dễ dàng với câu số 17, một cái dạng mà dạng SO2 sục kiềm, dạng cực kỳ đặc trưng nhá. Sang câu tiếp theo, câu số 18. Chỉ dùng một hóa chất. Câu số 18. Chỉ dùng một hóa chất có thể nhận biết được các dung dịch bị mất nhãn sau. À bây giờ mình phải có lưu ý là ở trong này mình có những cái anh dung dịch nào là những anh dung dịch bị mất nhãn ạ. Và cùng lưu ý ạ, trong này có những anh dung dịch nào là anh dung dịch bị mất nhãn ạ. Mình có nhá. NaCl này, H2SO4 này, HCl này, mất nhãn hết rồi nhé. Thế thì bây giờ mình nhìn thấy là người ta muốn yêu cầu chúng ta là nhận biết được cả ba cái hóa chất này. Vậy thì ưu tiên đầu tiên là mình sử dụng BaCO3. BaCO3 và NaCl là không hiện tượng. BaCO3 vào H2S4 thì xảy ra phản ứng tạo thành kết tủa BaSO4. Kết tủa này màu trắng nhá. Kết tủa BaSO4 kết tủa màu trắng và xuất hiện khí CO2 bay lên.
Bởi vì BaCO3 cộng H2O4 tạo thành BaS4 cộng CO2 cộng nước mà. Được chưa ạ? Tiếp tục ạ. BaCO3 mà cộng HCl thì tạo thành mỗi khí CO2 bay lên thôi. Thế mình chân phân biệt được hết nhé. Nếu mà lọ mà có NaCl thì không hiện tượng. Nếu mà lọ mà có H2SO4 thì là có kết tủa màu trắng và có khí CO2 sụt bọt. Nếu mà lọ chứa HCl thì chỉ có một khí CO2 sụt bọt thôi. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D ạ. Câu 18, đáp án D cả nhà nhé. 18 đáp án D ạ. 19 ạ. À. 19 ạ, à. Lại một câu về phương pháp bảo toàn electron cực kỳ bá đạo Câu 19 ạ. À. 19 ạ, à. 19 xem đáp án gì ạ? À? 19 này mới khoai này. Phần phần về bảo toàn E khá là hay ạ. À. Cho 0,02 mol sắt. Sắt nha. 0,02 mol. Tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng. Được chưa? Thoát ra V lít khí thì chúng ta phải lưu ý rằng là hầu hết tất cả các kim loại trừ vàng và platin thì khi mà tác dụng H2O4 đặc nóng thì nó đều lên là số oxy hóa cao nhất, được không? Nó đều lên số dọa cao nhất. Thế là sắt nó sẽ lên số dọa cao nhất là sắt dương 3. Trong là Fe2SO4 3 lần. Khí SO2 là sản phẩm khử duy nhất cộng với lại nước. Được không? Thế thì bài này hoàn toàn chúng ta có hai cách làm, một cách là cách cân bằng phương trình phản ứng nhá. Nhưng mà ở đây thì thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cái cách về bảo toàn E. Được không ạ? Cho hiện đại sắt 0 lên sắt dương 3. Sắt 0 lên sắt dương 3 nhường đi 3 E. Số mol sắt là 0,02 thì số mol E là 0,06. Vậy hoàn toàn tới đây thì mình sẽ có là bởi vì có mỗi anh sắt thôi nên mình có tổng E electron nhường sẽ chính bằng 0,06. Ok chưa? Lưu huỳnh trong này là lưu huỳnh dương 6. Nó về lưu huỳnh dương 4 trong SO2 nhận 2E. Mình có chữ tổng E nhận. Tổng E nhường thì bằng tổng E nhận. Tổng E nhận bằng 0,06. Suy ra 0,06 nhân 1 chia 2 thì bằng 0,03. Suy ra số mol SO2 của chúng ta thì bằng 0,03. Được không ạ? Số mol SO2 mà bằng 0,03 thì ngay lập tức chúng ta sẽ suy ra đáp án đúng của chúng ta. 0,03 nhân 2,4 thì là đáp án D 0,672. Được chưa? 0,672 đi. Rất rất dễ luôn nhá. Câu số 20 ạ, dung dịch H2SO3 thì có tên là axit sunfu gì ạ? R. Đáp án đúng là đáp án A. Câu 21 đây, 21 lại là một dạng cực kỳ đặc biệt. Cho quen đi. Mình có này, đầu tiên này số mol NaOH bằng 3 nhân 0,1 bằng 0,3. Số mol SO2 thì bằng 6,72 chia 2,4 thì cũng bằng là 0,3. Vậy mình có số mol NaOH chia cho số mol SO2 thì bằng là 0,3 chia 0,3 thì bằng 1. 1 thì tương ứng việc chỉ tạo thành muối NaHSO3 thôi. Đúng không ạ? Vậy các chất có trong dung dịch sau phản ứng là thì mình chỉ có NaHSO3 và đây là trong dung dịch thì nó có nước nhá. Được chưa? Vì vậy nên đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ NaHSO3 và nước nhá. Rất dễ. Câu 22 ạ. Câu 22. Các khí sinh ra 22 ạ, các khí sinh ra khi cho xác carozơ vào H2O4 đặc nóng dư gồm. Xem nào. Thế thì đây có nghĩa là bây giờ là người ta sẽ cho các khí sinh ra khi cho xác carozơ vào dung dịch H2O4 đặc nóng dư. Thế thì mình có ạ. Xác carozơ là C12H22O11. Đầu tiên khi cho vào H2O4 đặc nóng thì H2O4 đặc nóng này nó có tính háo nước nên nó chỉ còn carbon và nước mà thôi. Được chưa? Nhưng mà do đây là đặc nóng dư nên carbon vừa sinh ra sẽ lại tác dụng với H2S4 đặc nóng nữa. Được chưa? Để tạo thành CO2 cộng SO2. Được chưa? Vậy CO2 và SO2 vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D nhá. D ạ. CO2 và SO2. Câu 23. Câu 23, 23 đáp án gì ạ? 23 cho hỗn hợp gồm 2,4 gam hydro. Số mol hydro bằng 2,4 mà chia cho 2 thì bằng 1,2 mol. Phản ứng với 2,4 gam oxy. Số mol oxy thì bằng bao nhiêu ạ? Số mol oxy thì bằng bao nhiêu ạ? 2,4 chia cho 32 thì bằng 0,075 mol. Tác dụng hoàn toàn với nhau thì mình thu được H2O. Đúng không ạ? H2O đây là 2 thì đây là 2, đây là
một. Thì bài hỏi là khối lượng nước thu được là bao nhiêu. Thế thì muốn biết được là khối lượng nước thu được là bao nhiêu ấy nhá, mình muốn biết được là khối lượng nước thu được là bao nhiêu thì mình phải để ý, mình phải thực sự để ý là xem anh nào hết và anh nào dư, được không ạ? Thế chúng ta lưu ý nhá, ở đây này 1,2 có một cái kỹ năng để xác định xem anh nào hết anh nào dư này, mình lấy 1,2 chia cho 2 bằng 0,6, được chưa nhá? Tiếp tục lại 0,075 mà chia cho 1 thì bằng 0,075, và ta nhìn thấy là 0,075 hoàn toàn lớn hơn, à sorry, nhỏ hơn 0,6, đúng không ạ? Hoàn toàn nhỏ hơn 0,6. Vậy điều này dẫn đến một điều là chắc chắn, đúng không ạ? Điều này dẫn đến một điều là chắc chắn 100% là anh oxy hết và anh hydro dư, được không ạ? Anh hydro hết và anh oxy dư. Và bởi vì anh hydro hết và anh oxy dư, sorry, anh oxy hết và anh hydro dư ạ, thì hoàn toàn mình sẽ suy tính nước theo oxy 0,075 nhân 2 bằng 0,15. Vậy mình sẽ tìm được khối lượng nước nhá. Vậy mình sẽ tìm được khối lượng nước bằng 0,15 mà nhân với lại 18 thì bằng 2,7 gam nhá. 2,7 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta nhá, dư oxy làm sao được nhỉ? 2,4 chia 32 mà. 2,4 chia 32. 2,4 chia 32 thì bằng là 0,075. Mà đằng này là 2,4 chia cho, đây là 0,075 thì chia cho 1 mà 0,015, 1,2 chia 2 mà 0,6. Thế thì là oxy hết thì hydro dư chưa? 0,15 nên là 2,7. 2,7 vì bên đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án gì ạ? Đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án gì ạ? Nó phải là đáp án D, đáp số khác. Đó, rất nhiều bạn bị nhầm ở đây. Rất rất nhiều bạn bị nhầm ở đây. Bị lừa ở đây. Câu 24. Câu 24. Một trong số những câu cực kỳ hay. Đun nóng hỗn hợp gồm 11,2 gam bột sắt và 1,6 gam bột lưu huỳnh. Xem nhá, bột sắt này. 11,2 gam mà mình tìm được số mol của sắt là 11,2 trên 56. 11,2 trên 56. 0,2 mol sắt. Thấy chưa? 1,6 gam bột lưu huỳnh, mình tìm được số mol lưu huỳnh 1,6 chia cho 32 bằng 0,05. Vậy bây giờ mình đun nóng Fe mà cộng với S thì mình tạo thành FeS 0,2 0,05. Vậy suy ra anh này là 0,05. Và hỗn hợp chất rắn chúng ta còn có cả sắt dư. Thế sắt này phản ứng là 0,05 thôi, đúng không? Vậy sắt dư là 0,15 mol, đúng không? Cho là đây là hỗn hợp X. Vào HCl dư. Rất dễ thôi ạ, cái này cực kỳ dễ luôn. Cả nhà lưu ý nhá, cái này cực kỳ dễ. Thì có phải là FeS mà vào HCl dư thì nó có phải sinh ra là thành FeCl2 cộng với FeS cộng HCl thì thu được H2S không ạ? Tương tự Fe mà cộng HCl, Fe cộng HCl thì thu được H2 đúng không ạ? Có phải bảo toàn lưu huỳnh thì FeS thì lưu huỳnh trong FeS chui hết và trong H2S không? 0,05. Sắt dư thì sinh ra 0,05 mol hydro. Vậy đến đây mình có là thành phần phần trăm theo thể tích hỗn hợp. Thì anh này là 0,05 mol và anh này là 0,05 mol. Vậy phần trăm nó là phần trăm về thể tích cũng chính là phần trăm về số mol. Đúng không? Nó là 50-50%. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án 50-50. Câu 25 ạ. Ui dồi ôi. Ôi dồi ôi. Cân bằng là chuyện gì? Cân bằng cả nhà chú ý ạ. Nồng độ của SO3 sẽ tăng lên khi và chỉ khi. Thứ nhất mình nhìn thấy tổng số mol khí ở bên này. Tổng hệ số khí bên này là 3. Tổng hệ số khí bên này chỉ có 2 thôi. Đúng chưa? Thế thì tăng áp giảm khí. 3 về 2 là giảm. Vậy là áp suất mà tăng thì nồng độ thì nó sẽ cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận và cân bằng tăng áp giảm khí nhé. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. Vậy điều này dẫn đến là khi mà áp suất mà tăng thì nồng độ SO3 sẽ tăng. Xem có áp suất không? Giảm áp suất toàn. Được chưa? Tiếp tục này. Nồng độ S3 sẽ tăng lên khi mà bên oxy tăng lên thì cân bằng sẽ kích thích chuyển dịch theo chiều thuận để làm giảm bớt nồng độ oxy đi. Thì nó chỉ có chiều thuận để tạo thành SO3 thôi. Nên là tăng nồng độ oxy là đúng nhất. Đáp án đúng là đáp án B. Bỏ. Rất dễ luôn. Câu 26 ạ. Khi đốt bếp than thì người ta thường đập nhỏ than, sử dụng quạt thổi khí và sử dụng yếu tố nào trong các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng? Thế thì đập nhỏ than thì tăng diện tích tiếp xúc, đúng không ạ? Và quạt thổi khí là thổi thêm oxy vào thì nó sẽ là tăng nồng độ oxy,
Vì vậy nên câu 26 đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ nhá. 26 đáp án đúng là đáp án B, bỏ, rất dễ luôn. 27 ạ. 27 ạ. SY số kiểm mình sẽ có số mol của KOH lúc này thay bằng K, K thì có khác gì NA đâu. Chia cho số mol SO2. 7,5 nhân với 0,1 bằng 0,75. SO2 là 5,6 chia 2,4 bằng 0,25. Vậy nó sẽ bằng 0,75 chia 0,25 thì bằng 3. Ôi con số này cực kỳ đặc biệt. Và rất nhiều bạn gặp con số này sẽ bị lúng túng ạ. Mình thấy là 3 lớn hơn 2. 2 thì chắc chắn là tạo thành K2SO3 rồi. Vậy do 3 lớn hơn 2 nên là có K2SO3 và chắc chắn một điều nữa đó là có KOH dư. Đúng ạ? Thì nó mà lớn hơn 2 chứ. Vậy từ đây này chúng ta sẽ đọc đọc số mol KOH là A mol, số mol của KOH dư là A mol, số mol K2SO3 là B mol. Thì mình sẽ có phương trình đầu tiên là bảo toàn kali. Thì mình có kali sau phản ứng thì sẽ bằng kali ban đầu. Được không ạ? Kali sau phản ứng nằm trong KOH dư là A mol. Trong K2SO3 là 2B mol. Thì bằng kali ban đầu là 0,75. Được chưa? Tiếp tục là bảo toàn lưu huỳnh. Thì lưu huỳnh sau phản ứng chỉ nằm trong mỗi K2SO3 thôi là B. Trước phản ứng thì chỉ nằm trong SO2 là 0,25. Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được A bằng 0,25, B bằng 0,25. Ngon chưa? Thế mình lưu ý nhé. Mình còn lưu ý một điểm nữa cực kỳ đặc biệt ở trong cái dạng bài tập này. Đó là KOH mà dư. KOH mà dư. Nhá. KOH mà dư thì chắc chắn 100% là nó cũng tính ở bên trong ở chất rắn, bởi vì khi mà đun nóng lên ấy, khi mà đun nóng lên thì KOH dư nó tồn tại dạng chất rắn. Nên mình có khối lượng của chất rắn nó chính bằng 0,25. Chính khối lượng chất rắn chính bằng khối lượng của K2SO3 cộng với khối lượng của KOH dư, cả nhà nhớ chưa? Nhá. Vậy nó sẽ bằng ạ. K2SO3 là 0,25 nhân với phân tử khối của K2SO3 là 138. KOH dư là 0,25 nhân với KOH là 56. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là gì ạ? 0,25 nhân 138 cộng 0,25 nhân 56 bằng 48,5. 48,5 gam. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án D nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Ok. Câu 28 nào. Câu 28, đề bài cho chúng ta 5,1 gam hỗn hợp X gồm magie và nhôm. 5,1 gam hỗn hợp X gồm magie và nhôm. Đây ạ, magie này. Đây ạ, nhôm ạ. 5,1 gam. Tác dụng với lại HCl dư. Được chưa? Tác dụng HCl dư thì thu được magie chúng ta là MgCl2, nhôm là AlCl3 và khí sinh ra là khí hydro. Được không ạ? Vậy ở đây mình có, mình đặt số mol magie là A mol, số mol nhôm là B mol. Được không? Thì hoàn toàn mình sẽ có hệ phương trình nhỉ. Phương trình đầu tiên là về bảo toàn khối lượng nhá. Phương trình đầu tiên là về bảo toàn khối lượng. Mình sẽ có là 24A. 24A cộng với lại 27B thì bằng 5,1. Được không ạ? 5,1. Phương trình thứ hai. Phương trình thứ hai là phương trình sinh ra hydro. Thực ra bây giờ chúng mình sẽ có một cái cách khác làm cho nó xịn hơn cái phần này nhé. Các cháu nhìn nhé. Bảo toàn magie này, đây là A này. Bảo toàn nhôm này, đây là B này. Tiếp tục chúng mình bảo toàn HCl, bảo toàn gốc Cl 2A này. Cộng với lại 3B này, thế cho dễ. Cuối cùng bảo toàn hydro này, 2A cộng 3B nhân 1 chia 2. 2A cộng 3B chia 2. Vậy có phải là 2A chia 2 thì còn A không? 3B chia 2 thì còn 1,5B không? Cái bọn này có rất nhiều, rất rất nhiều cách làm luôn nhé. Cực kỳ nhiều cách làm luôn. Vậy anh này bằng 0,25 mol hydro. Và tới đây thì chúng ta tìm được A bằng 0,1, B bằng 0,1. Được không ạ? A bằng 0,1 và B bằng 0,1 thì hoàn toàn mình tìm được đến phần trăm luôn. Nhá. À, phần trăm là bằng 0,1 nhân 24 bằng 2,4. 2,4 mà chia cho 5,1 thì kết quả chúng ta bằng 47,05%. 47,05% để đáp án đúng chúng ta là đáp án D. 47,06. D nhá. Rất dễ luôn. Câu 29 ạ.
Câu 29 ạ. Cho M gam đồng tác dụng 24 đặc nóng dư thì thu được 2,24 lít khí SO2 điều kiện chuẩn giá trị của M. Thì bây giờ câu này bây giờ chúng ta bây giờ cái câu này bây giờ của chúng ta nhé, chúng ta phải làm này này. Chúng ta nhập nhanh đi. Lúc nãy chúng mình giải chậm suốt rồi, bây giờ mấy câu khó khó này mình phải tăng cái level lên. Tăng level lên giải nhanh. Đồng này tác dụng với H2SO4 đặc nóng nhá. Đặc nóng nhá. Thì chắc chắn đồng chúng ta lên đồng dương 2 đúng không? Cộng với khí là khí SO2 đúng không? Số mol SO2 mà không phải 1 này. Nhìn này. Skill này. Skill kinh điển luôn. Đồng không lên đồng dương 2. Hai lần số mol đồng. Đúng không? Đây là tổng nghĩa nhượng, tổng nghĩa nhận này. Lưu huỳnh dương 6 về lưu huỳnh dương 4 này. 6 trừ 4 bằng 2 này. 2 nhân 0,1. Ngay tức suy luôn số mol đồng bằng 0,1 luôn. Nhanh chớp mắt phát là xong. Skill đọc thì chỉ có ở những câu cuối thôi. Số mol đồng bằng 0,1. Vậy mình tìm được khối lượng luôn đúng không? Đề bài hỏi giá trị của M. 0,1 nhân 64, 6,4 gam. Đấy cả nhà thấy không? Học dễ phải có skill đọc nhá. Cái này nhẩm là đáp án luôn, không cần phải bảo toàn e rườm rà. Câu 30 ạ. Câu 30. Hòa tan hoàn toàn 1,81 gam hỗn hợp gồm. Ui câu này cũng có một skill cực độc. Full skill đọc cho cả nhà cùng coi nhá. Nhìn nhá. Mình luôn có này. M muối sunfat thì luôn bằng M của oxit cộng với trừ 16 cộng 96 nhân số mol của H2SO4. M oxit 1,81 cộng 80. Số mol 24 phản ứng gì này? 0,1 nhân 0,5. 0,05. Xong luôn. Nháy mắt phát là xong. Xem nhá. 1, từ từ. 80 nhân 0,05 bằng cộng 1,81 bằng 5,81 gam. 5,81 gam, vậy thì ngay lập tức chúng ta sẽ suy được luôn đáp án đúng của chúng ta, nó là đáp án C. Chưa, những skill kích động của chúng mình ạ.